chị thấy rằng là mạng xã hội rất là tốt, giống như chị ấy, chị cũng là một trong những hiện tượng của mạng xã hội thánh chửi. Thế xong mà nó cũng có những tiêu cực cũng có tích cực. Thì việc cái quan trọng là mình chắc lọc cái vấn đề đấy mình nằm ở mảng nào mà thôi. Còn ví dụ như các bạn ở trong cộng đồng LGBT như Tây Thi hay là Bắc Thi, Nam Thi ấy, mấy các bạn mà bán bánh tráng này, bán gỏi, bán ghiếc ấy, mình thấy các bạn đấy rất là đáng yêu. Và đấy rằng là mình mong rằng là hãy phát triển những cái hình tượng như vậy. Các bạn hãy cho khán giả thấy cái sự thật của các bạn, là các bạn là LGBT nhưng các bạn là những người có ích cho xã hội, có ích cho gia đình. Các bạn làm ăn kinh doanh đàng hoàng, rõ ràng và vui vẻ với mọi người. Đó là một trong những cái điều mà mình thấy rằng là mình luôn cổ động các bạn LGBT và tất cả những bạn mà có ý định kinh doanh nhờ YouTube và nổi lên nhờ YouTube. Hãy giữ vững được cái chất lượng rồi những cái hình ảnh của mình và luôn luôn làm cho cái người mua hàng cảm thấy dễ chịu. Thì mình thấy Tây Thi dễ thương, rất là dễ thương. Mình cũng subscribe cái kênh đó để mình xem bạn đấy. Và các bạn trong LGBT là xưa nay mình đã thích rồi. Nên là mình thấy rằng là việc phát triển YouTube hiện nay là một điều rất là thịnh hành. Và nó sẽ giúp cho rất nhiều người có thể kiếm được rất nhiều tiền. Và mình mong cho tất cả chúng ta kiếm được nhiều tiền. Vì có nhiều tiền chúng ta cuộc sống mới hạnh phúc được. Vậy là chị có theo dõi cách thi đúng không? Đúng. Vậy thì chị thấy cách thi như thế nào? Và YouTube thì sẽ có hai mặt trái và mặt phải, như có ra hai lưới. Thì chị thấy là cái mặt trái này là mặt phải. Thực tế nhá, Cát Thi là chị đã biết rất nhiều năm rồi. Cát Thi cũng đến quán chị ăn, chị cũng gặp Cát Thi vài lần. Nếu như mà Cát Thi không phải là người quá khéo, Tây Thi là rất khéo, Tây Thi cực kỳ khéo. Ông trời rất là công bằng, không phải cho ai cũng có quyền nói năng giống như Trang. Trang là người không khéo trong chuyện nói chuyện, nhưng mà sao Trang vẫn có người yêu thương. Có nghĩa là mỗi người sẽ có một cái lượng người yêu thương nhất định. Và Cát Thi thì nói chuyện chưa được khéo lắm, đôi khi gây sự hiểu lầm. Và đôi khi những sự cắt ghép trên mạng xã hội sẽ làm cho các chị em trong giới LGBT hiểu lầm nhau. Hoặc là khán giả sẽ có cái nhìn lệch lạc và hiểu sai. Thì mình mong rằng là những người mà làm YouTube, các bạn có quay, có làm gì, các bạn hãy có một cái tâm một chút. Khi những người là ở trong cái giới LGBT, người ta đáng được tôn trọng, người ta lao động miệt mài, người ta đáng được tôn trọng và người ta đáng được yêu thương. Nếu như các bạn mà cứ cắt ghép mang cái tính chất là để câu like ấy, mà để ảnh hưởng đến cái tình cảm của họ với nhau, đó là các bạn mang tội. Nên mình thấy rằng là khi chúng ta xem những cái kênh YouTube, ví dụ như Cát Thi nói chuyện hay Tây Thi nói chuyện, thì chúng ta xem ở góc độ rằng là các bạn đang là sống thật, bố bã mà. Bố bã không có nghĩa là mất dạy, nói thẳng không có nghĩa là trên đầu, đưa ra những kỹ năng kinh nghiệm của mình không có nghĩa là sống trên đầu người khác. Đơn giản, hãy hiểu rất đơn giản tích cực, đó là chia sẻ những kinh nghiệm đã từng trải qua với nhau mà thôi. Hãy nghĩ theo chiều hướng là chị em LGBT yêu thương nhau. Đừng đẩy hai con người hay nhiều con người cùng kinh doanh những mặt hàng gần giống nhau trở thành họ ghét nhau, hoặc là để fan của họ và anti fan của họ và chửi bới nhau. Chúng ta đang kiếm chuyện cho người khác để bị nhiều chuyện thì chúng ta là không nên. Nên là mình yêu thương tất cả mọi người, nhất là các bạn LGBT mình yêu thương lắm. Bởi mình mong là tất cả các bạn hãy phát triển những cái kinh doanh buôn bán online để chúng ta có thể lo được cho gia đình và lo cho bản thân mình, thực hiện những ước mơ làm đẹp của mình. Chị rất là ủng hộ về cộng đồng LGBT, nhưng mà có nhiều bình luận trên mạng cũng như là nếu là mua mặt trái Cát Thi thì họ ngồi chờ quá lâu, và nhiều người nói là ngồi chờ quá lâu để làm gì, phí thời gian. Thậm chí là họ còn kêu những người này là nói chung là tinh thần không được gì đó nên cũng phải ngồi chờ để mua được mặt trái. Những người thật sự những cái bình luận đấy mình cảm thấy rằng là nó hơi ấu trĩ. Chị nói thật, chị thích ăn bún nước lèo Bà Huyền ở Phan Xích Long đó, là chị đã từng phải chờ một tiếng hơn. Chắc cũng bảo chị thần kinh. Chị không hề bị thần kinh thế nào cả. Cái người ta thích ăn, người ta sẽ ngồi chờ bằng được. Còn ví dụ cái người thích ăn mà còn hâm mộ với người đó nữa, thì người ta càng muốn ngồi chờ để được nhìn thần tượng của họ. Các bạn có thể không thích cái việc ngồi chờ, không thích xếp hàng, nhưng không có nghĩa là các bạn được miệt thị người khác. Đấy là việc của người ta. Người ta có bình thường hay không bình thường cũng không ảnh hưởng nồi cơm các bạn. Và mình thấy rằng là vì thực tế là mình không là người mê bánh tráng. Chứ mê bánh tráng chắc tôi cũng đi xếp hàng rồi. Không mê bánh tráng, mê các món bún, các món nước, mình mê món nước và món nhậu. Lâu mình cũng chờ. Thì mình thấy rằng là chúng ta bớt khẩu nghiệp lại. Còn những người ta đi ngồi chờ, người ta ngồi chờ một thời gian của người ta. Người ta tốn thời gian của người ta và tốn tiền của người ta, không tốn tiền các bạn. Nên các bạn là bớt nha, bớt nha. Bớt nhiều chuyện lại để cho đời nó trong sạch, ok. Qua đây chị một lời chúc gì đến hoặc là giờ đồng viên gì đến các cộng đồng LGBT hay là có được? Thực tế là mình rất mong muốn tất cả các bạn LGBT nếu có kỹ năng kinh doanh và tìm được ra những nguồn hàng ngon, các bạn hãy buôn bán trung thực và chào khách bằng một cái sự chân thành. Chúng ta khao khát kiếm tiền trong sạch lành mạnh. Chúng ta hãy là những người LGBT lành mạnh, văn minh và đáng yêu.
chúng ta đừng làm xấu đi bộ mặt LGBT là lầy lội, bởi vì tôi biết các bạn LGBT rất là vui, nhưng mà nhiều khi chúng ta vui quá thì những cái clip chúng ta vui quá, họ cộng đồng họ chưa chấp nhận, còn đối với mình thì bình thường rồi, mình còn lầy hơn ấy. Nhưng mà chúng ta nên tiết chế để biết rằng là những cái đoạn nào mà chúng ta đùa quá, chúng ta đừng để cho người khác biết, chúng ta lưu giữ trong chị em chúng ta xem thôi, để người ta đỡ nói nhiều làm mình buồn, mình bực và mình đi cãi nhau. Nên là các bạn LGBT hãy cố lên nhá. Còn đâu nếu các bạn bán bún nước thì mình đi ủng hộ chứ. Không đi ăn bánh tráng. Các bạn bánh tráng. Chưa coi. Bận quá. Chắc yêu này đây. Nhưng mà có xem trailer hoặc là có xem cái đoạn hát cover. Khổ quá. Buôn bán xong bị report nick có xem được đâu. Để tối về xem. Để tối về xem. À, nó ảnh hưởng khoảng 30%, nhưng mà không vấn đề vì mình vẫn ổn. Ảnh hưởng chắc chắn ai cũng ảnh hưởng, nhưng mà đối với Trang thì vẫn kiếm ăn được, vẫn nuôi được nhân viên là mình vẫn ổn. Mình không giàu có được thì từ từ, sau này sẽ giàu, 10 năm nữa sẽ giàu, 20 năm nữa sẽ giàu, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn khỏe, bình an và vẫn kiếm ăn và vẫn nuôi được nhân viên là ok rồi. Cảm ơn nhiều lắm.